Và để bắt đầu series này, chúng ta hãy tìm hiểu tổng quan về Ichimoku. Ichimoku là gì? Thứ nhất, Ichimoku là công cụ phân tích kỹ thuật và được áp dụng rộng rãi trong thị trường tài chính. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng xét về thị trường tài chính thông dụng, đó là thị trường chứng khoán và thị trường Forex. Như chúng ta đã biết, thị trường tài chính hoạt động và tuân theo quy luật cung cầu. Nguyên lý của thị trường là cầu tăng thì giá tăng, cung tăng thì giá giảm. Quy luật này là bất biến. Vậy bây giờ chúng ta hãy sẽ đến yếu tố cung cầu của thị trường. Trong phân tích kỹ thuật thì có rất nhiều cách để xác định cung cầu. Ở đây bạn đừng nhầm lẫn với phương pháp supply demand ở trên mạng, bởi vì thị trường tài chính vốn rất rộng lớn. Trong khuôn khổ series này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Ichimoku để biết công cụ này cho chúng ta nhìn thấy điều gì. Ichimoku là gì? Chúng ta hãy xét một chút về ý nghĩa của tên gọi. Trong tiếng Nhật thì Ichimoku có nghĩa là cái nhìn thoáng qua, trong nháy mắt. Kinko có nghĩa là sự cân bằng và Hyo là biểu đồ. Và chúng ta biết rằng thị trường vận hành dựa trên bản chất là sự mất cân bằng cung cầu. Do đó Ichimoku Kinko Hyo là công cụ giúp cho nhà đầu tư thông qua biểu đồ giá có thể nhìn ra bản chất của thị trường một cách nhanh nhất, chỉ thoáng qua, nháy mắt một cái là thấy rồi. Hãy cùng xét về công thức cấu tạo của nó. Trong Ichimoku, chúng ta có 3 đường có điểm chung về công thức tính, đó là Tenkan-sen, Kijun-sen và Senku Spin B. Chúng ta đều thấy rằng chúng được tính bằng đỉnh cao nhất cộng đáy thấp nhất chia cho 2. Và hãy đi vào cụ thể. Thứ nhất, đây là đường Tenkan-sen, là đường màu đỏ. Nó được tính bằng đỉnh cao nhất cộng đáy thấp nhất từ cây nến này cho đến cây nến này. Tổng cộng tất cả là 9 cây nến. Đây là đường Kijun-sen. Công thức tương tự như đường Tenkan-sen, nhưng số lượng cây nến được tính sẽ là 26 cây. Đây là đường Spin B, tương tự như Tenkan-sen và Kijun-sen, nhưng công thức tính của nó sẽ được tính từ cây nến này cho đến cây nến hiện tại, tất cả là 52 cây nến. Có một điều đặc biệt là điểm này sẽ được vẽ tiến về tương lai 26 cây nến. Tại sao lại như vậy, ý nghĩa là gì thì mình sẽ chia sẻ ở các clip cụ thể. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh của mình để nhận được thông báo ngay sau khi mình up clip lên nhé. Và đường thứ tư mình giới thiệu trong công thức của Ichimoku là đường Chiku Spin. Đây là đường rất đặc biệt bởi vì bản thân nó chính là thể hiện của giá ở hiện tại, nhưng lại được vẽ lùi về phía quá khứ 26 cây nến. Các bạn đừng vội thắc mắc là tại sao, vì tất cả mình cũng sẽ chia sẻ và giải đáp hết trong series này. Mọi người hãy cứ yên tâm. Và đường cuối cùng trong công thức của Ichimoku đó chính là đường Senku Spin A. Đường này được tính bằng Tenkan cộng Kijun và chia 2. Cũng giống như đường Spin B, đường này được vẽ tiến về phía trước tương lai 26 cây nến. Và chúng ta thấy khoảng cách giữa Senku Spin A và Senku Spin B là vùng giá màu xanh và màu vàng. Nó được gọi là Meikumo. Meikumo thì được mệnh danh là linh hồn của hệ thống. Mình sẽ có một clip riêng về mây này. Mọi người hãy cùng chờ nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy xét ý nghĩa của công thức. Bạn hãy nhớ rằng là thị trường là chiến trường khốc liệt của hai phe mua và bán. Trên chiến trường thì hai phe sẽ phải bố trí lực lượng và tìm cách chiếm đóng những vị trí mang tính chất quan trọng. Và ở từng thời điểm thì có những vị trí sẽ mang ý nghĩa cân bằng hoặc mất cân bằng giữa hai phe. Chúng ta hình dung để đo lường được sức mạnh của hai phe này thì chúng ta cần một công cụ, nó giống như là chiếc cân. Và Ichimoku chính là biểu hiện của cái cân này ở trên biểu đồ. Và cái cân này cho chúng ta thấy điều gì? Thứ nhất, các vùng cân bằng về giá, chúng ta thấy rằng là 4/5 các đường cấu tạo của Ichimoku trừ đường Chiku Spin đều được tính bằng 50% của các yếu tố cấu tạo nên nó. Đối với Tenkan, Kijun và đường Spin B thì là 50% của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong một chu kỳ nến, là tương tự là 9, 26 và 52. Còn Spin A là 50% của Tenkan và Kijun. Điều thứ hai Ichimoku cho chúng ta thấy đó là các mốc về thời gian. Ở đây chúng ta có 9, 26 và 52.
được sử dụng. Đường chikuspan thì được vẽ lùi về quá khứ 26 cây nến. Đường span A, span B thì được vẽ tiến về phía tương lai 26 cây nến. Và ở đây chúng ta thấy Ichimoku có các yếu tố về quá khứ, hiện tại và tương lai. Thị trường thì luôn chạy theo mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Những gì đã xảy ra ở trong quá khứ và hiện tại chính là nguyên nhân. Những gì xảy ra trong tương lai chính là kết quả. Để có thể dự báo được tương lai, chúng ta phải kết nối được các dữ liệu của quá khứ và hiện tại, đọc ra được nguyên nhân thực sự là gì, từ đó mới có cơ sở dữ liệu để dự báo kết quả trong tương lai. Sau đây là một vài kết luận sơ bộ về Ichimoku. Các bạn hãy cùng suy ngẫm, like, share và đăng ký kênh của mình để mình có động lực làm tiếp series tiếp theo. Xin chào và hẹn mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở trong bài học tiếp theo.